6, ngày 24 tháng 3. Hôm nay có các vị pháp hữu phát tâm yêu cầu tôi thuyết ngữ lục. Tôi thấy việc này vô ích, vì kinh điển nhà Phật cùng bao lời dạy bảo của chư tổ sư thật nhiều vô số. Tất cả lời giáo huấn đó quý vị không chịu xem đọc mà chỉ muốn tôi nói những việc bên đông bên tây lưu truyền ra ngoài có ích gì. Từ xưa đến nay, Phật giáo truyền vào nước Tàu lưu lại rất nhiều kinh luật luận, chú giải điển chương, ngữ lục. Buổi đầu được kết thành Đại Tạng. Đầu tiên, vua Tống Thái Tổ niên hiệu Khai Bảo thứ tư, 971, sai Trương Tùng Tín đến Tây Xuyên, thuê thợ khắc kinh tạng. Đến đời vua Tống Thái Tông niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc thứ tám, 983, trải qua 13 năm mới khắc thành thuộc bản Đại Tạng Kinh, được gọi là bản Đại Tạng Kinh đời Bắc Tống. Đây là một công trình rất tinh vi kỹ lưỡng, song sau này dần dần bị tán lạc mất. Cuối đời Tống có Tạo khắc bản Đại Tạng Kinh 4 lần. Bản Đại Tạng Kinh cuối cùng khởi công in ấn vào đời vua Lý Tông niên hiệu Thiệu Định năm thứ tư 1231, tại viện Viên Thánh ở Tích Xa, cho đến đời vua Nguyên Quý Vương mới hoàn thành, được gọi là bản Đại Tạng Tích Xa. Người xem bản Đại Tạng Kinh này rất ít. Hai chùa tại Xỉn Tây ở Tây An là Khai Nguyên và Ngọa Long còn giữ được bộ Đại Tạng Kinh này, được gọi là Đại Tạng Kinh Hoàng Bích, Triều Minh, đời vua Chu Khánh Lan, Đại Tạng Kinh được in ấn lại. Dân Quốc năm thứ 21, 1932, Hội Ấn Hành Tống Đại Tạng Kinh ra đời tại Thượng Hải. Hội sắp đặt soạn thảo theo thứ tự rồi tích cực ấn hành. Đầu tiên, hội phái người đến Xỉn Tây kiểm tra lại số kinh sách, tính được hết là 6.310 quyển, còn thiếu hơn 100 quyển. Thế nên, hội dùng bộ Tống Tư Khê do nhà xuất bản Tùng Ba tại Bắc Kinh ấn hành để bổ khuyết vào Đại Tạng Kinh, nhưng vẫn chưa đủ. Hội lại ủy thác tôi đem những bộ kinh tại chùa Võng Tuyền như Đại Tạng Kinh Tích Xa, Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Bảo Tích để thêm vào cho đủ. Lạ lùng thay, Ngọc Báo Đại Tạng Kinh đã bị chôn vùi mấy trăm năm, nay được lưu truyền trong toàn quốc. Song có một khuyết điểm là việc kiểm duyệt lại bộ Đại Tạng Kinh rất bất tiện. Đời Minh, Thiền Sư Tử Bá phát tâm in khắc rất nhiều kinh điển. Sau khi bản Đại Tạng Kinh Gia Hưng được lưu thông, việc kiểm duyệt rất tiện lợi. Gần đây ở Hàng Châu có hai vị cư sĩ Tiễn Khoan Huệ và Tần Khoan Phước thấy có tăng nhân bán kinh sách cho dân chúng để làm giấy dùng hàng ngày, nên họ tận lực phát tâm mua lại những quyển kinh sách đó rồi gửi về núi dân cư. Hiện tại núi dân cư có các bộ Đại Tạng Kinh như bộ Đại Tạng Tích Xa, Đại Tạng Tần Già cùng những bộ kinh khác rất đầy đủ và dễ dàng trong việc kiểm duyệt. Thông một pháp thì muôn pháp đều thông, chứ chẳng câu này nơi việc đọc nhiều kinh điển. Có thể xem toàn bộ Đại Tạng Kinh trong 3 năm để gieo nhân lành thành Phật. Song đọc xem Đại Tạng Kinh như cưỡi ngựa ngắm hoa, nếu muốn đạt lợi ích chân thật phải đọc tụng thuộc lào thành thục. Theo ngu kiến của tôi, người sơ phát tâm tu thiền nên chuyên chú học thuộc kinh Lăng Nghiêm, tức chỉ cần học thuộc lòng mà không cần xem chú giải. Khi học thuộc bộ kinh này rồi thì dùng văn kinh phần trước giải thích phần sau, hay văn kinh phần sau giải thích phần trước. Bộ kinh này thuyết kỹ càng tinh tế, từ phàm phu đến quả vị Phật, từ vô tình đến hữu tình, cùng núi sông đất đá, bốn phàm sáu thánh tu chứng mê ngộ, giới luật xử lý nhân quả. Bởi thế, lợi ích học thuộc kinh Lăng Nghiêm là sẽ thấu suốt được những vấn đề đó. Người thường tham cứu tu học phải có ba việc: một là đôi mắt phải tinh tế, hai là đôi tai phải tinh tường, ba là bao tử phải rắn chắc. Đôi mắt tinh tế tức là phải có cặp mắt kim cương chân chánh, thấy tất cả sự việc phải phân biệt đúng sai tốt xấu tà chánh phạm thánh. Đôi tai tinh tường tức là đôi tai thuận gió, nghe người khác nói lời gì liền biết rõ chúng thuộc về lý lẽ nào. Bao tử rắn chắc tức là phải giống như bao tử của Bồ Tát Di Lặc, nghe thấy những việc tốt xấu đều thọ nhận hết, gặp duyên thì ứng cơ giáo hóa quần sanh, mà những việc thấy nghe để nghiên cứu so sánh. Nếu là việc thiện thì làm theo, còn nếu là việc xấu thì sửa đổi. Làm mọi việc đều phải căn cứ vào tiêu chuẩn đó. Vì vậy chúng ta phải có bao tử rắn chắc
để dung chứa muôn việc, nhưng chớ nên thổi da trâu để dùng, cùng giả bộ biết này biết nọ, hay nói càng nói bậy. Ngài Quý Sơn bảo, nói ra lời nào phải liên hệ với kinh điển, đàm luận gì phải xét lại lời người xưa. Vì vậy phải xem kinh điển để biết cách tu hành đúng đắn, hầu mong đạt được lợi ích. Lời hồ ngôn, loạn ngữ của tôi rất tầm thường, chẳng có câu nào đáng giá. Lúc trẻ, tuy rất thích xem kinh điển, nhưng chỉ dùng những lời nói trống rỗng để đàm luận, thật rất xấu hổ. Truyện Tây Du Ký hay truyện Bục Liên được lưu truyền trong thế gian, chúng vốn là những truyện thanh tục không phân, thì phi điên đảo, chân thành giả, giả thành chân. Truyện Bục Liên viết rằng tôn giả Bục Kiền Liên biến thành Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh Địa Tạng. Đây là lời rất hàm hồ. Trong đời Đường, Pháp sư Huyền Trang có viết quyển Tây Du Ký. Nội dung của quyển này vốn là những lời chân thật. Song truyện Tây Du Ký được lưu truyền trên thế gian hoàn toàn là những lời ma quỷ. Hòa thượng Bạch Chân ở chùa Bạch Chân giảng kinh đạo đức khiến rất nhiều đạo sĩ xuất gia làm tăng sĩ. Do đó, các đạo sĩ tại Trường Xuân Quán không vừa lòng, nên nói dối là theo lệnh quan quân sửa Trường Xuân Quán thành chùa Trường Xuân và chùa Bạch Chân thành Bạch Chân Quán. Các đạo sĩ tự viết ra quyển tiểu thuyết Tây Du Ký để phỉ báng Phật giáo. Xem xét kỹ càng quyển tiểu thuyết Tây Du Ký này thì sẽ thấy chân tướng của họ. Sự lợi hại nhất là họ chẳng hề ghi lại việc Pháp sư Huyền Trang mang kinh vượt qua các bãi sa mạc mà trở về bổn quốc. Họ viết là Pháp sư Huyền Trang chỉ lưu lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Những kinh điển do Pháp sư Huyền Trang phiên dịch họ hoàn toàn bỏ qua không nhắc đến. Thế nhân rất tin tưởng vào quyển truyện Tây Du Ký giả dối đó, khiến quyển Tây Du Ký chân thật lại bị chôn vùi. Để đối đầu lại quyển tiểu thuyết Tây Du Ký giả dối, các Phật tử viết ra bộ truyện Phong Thần để phỉ báng các đạo sĩ. Quyển truyện này nói rằng các đạo sĩ giàu tu tiên bao số kiếp nhưng vẫn còn tâm sân hận chém giết lẫn nhau. Xem hai quyển truyện này, nếu không biết rằng chư Phật tử cùng các đạo sĩ phỉ báng lẫn nhau thì sẽ làm nhận giả thành chân. Vì vậy, khi xem sách vở thế tục phải phân biệt rõ những điều thị phi, đúng sai, tà chánh. Truyện Bạch Xà ghi rằng chùa Kim Sơn bị nàng lục lội, việc này được ghi chép trong sách vở của nhà Nho, còn kinh sách của Phật giáo nào có viết đến. Thế nên chẳng phải là sự thật. Hiện nay tại chùa Kim Sơn còn đồng pháp hải mà tiểu thuyết lại ghi rằng đó là tháp Đôi Phong và đỉnh Phi Lai. Thật là những điều hàm hồ vô căn cứ. Lại nữa, một truyền thuyết cho rằng thiền sư Cao Phong có một nửa đồ đệ, Đoạn Nhai là một và Trung Phong là phân nửa. Trong các điển chương của Phật giáo nào có ghi những điều này? Nếu muốn có lợi ích thật thụ, hãy xem những quyển kinh sách của cổ nhân như Thích Thị Cổ Lược, Tiền Lâm Bảo Quấn, Hoàng Minh Tập, Bổ Giáo Biên, Kinh Lăng Nghiêm. Ha ha ha, 问什么的说